Hôm nay sẽ là 6 điều các bạn chưa biết về Minecraft 1.20. Mình đang ở trong phiên bản Minecraft Snapshot 23W12A. Và có con lạc đà ở đây. Con này xuất hiện tự nhiên luôn chứ. Và mình hôm nay sẽ tổng hợp lại tất cả những thứ được thêm vào phiên bản này. Bắt đầu bằng cái bản. Yeah. Tuy rằng cái bản này chúng ta thấy ở những lần cập nhật trước mà mình đã làm video về rồi, nhưng mà lần này hơi khác tí xíu. Ở đây là 4 cái bản mình đặt sẵn ở trong cái thế giới này, và chúng ta có thể nhấp chuột phải vào nó để biết tất cả những gì mà chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta có thể viết mọi thứ và chúng ta có thể chỉnh sửa mọi thứ thông qua cách nhấp chuột phải vào. Đấy. Ngoài ra, thêm một cái nữa, một cái cực kỳ to lớn, đó là chúng ta có thể viết vào hai mặt của cái bản này. Đấy. Mình không biết tại sao đến bây giờ bọn họ mới cho cái tính năng này vào, nhưng mà yeah, đây là tính năng quan trọng và mình nghĩ là nên có trong Minecraft từ rất rất là lâu rồi. Là cái này hoạt động ở trên tất cả những loại bản khác nhau luôn. Đó, kể cả cái bản này luôn anh em ạ. Đó là cái được thêm vào những cái bản. Ngoài ra nếu các bạn muốn khóa cái bản này lại, kiểu khóa edit đó, khóa bạn không cho phép ai chỉnh sửa vào cái bản này nữa, thì các bạn có thể sử dụng cái sáp ong. Cái sáp ong này sẽ cho phép các bạn khóa cái bản này lại. Đây, mình không thể nào chỉnh sửa được. Các bạn nghe thấy tiếng không? Được rồi, và đó là những cái bản. Tiếp theo là... thôi, mấy bạn thấy ở sau mình rồi. Tiếp theo là một khối mới. Khối này tên là Calibrated Squid Sensor. Mình không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào, nhưng mà các bạn có thể chế tạo nó bằng cách để những cái mảnh thạch anh tím theo một cái thứ tự như thế này, và cái khối cảm biến squid ở giữa. Trời đất ơi, con mèo nữa. Rồi, cái này có tác dụng gì? Mình cũng chưa rõ lắm. Mình không phải là dân chơi đá đỏ nên là mình thực chất không rõ lắm. Mình có làm một cái thử nghiệm như thế này. Từ chúng ta phải lấy quyển sách ra. Rồi, nó cũng khá giống với lại cái khối scoop thường. Đây, nó có thể đo được tiếng chân của các bạn. Các bạn nhảy nó sẽ đo được tiếng chân. Ở đây có một cái thử nghiệm là mình sẽ để một cái quyển sách và lật ở trang đầu tiên. Nó sẽ vẫn đo tiếng chân nhưng mà nó không đo âm thanh nhảy của các bạn nữa. Và khi mà lật sang thứ hai thì nó không đo cái gì nữa. Yeah, thì mình vẫn chưa nghĩ ra cách để sử dụng cái này. Và đây có thể là một trong những block gọi là quan trọng đối với những người dân chơi sử dụng đá đỏ. Bọn họ có thể sử dụng nó cho một cái cách gì đó, mình cũng chưa rõ. Và tiếp theo, chúng ta sẽ tới với một trong cái quan trọng. Trứng của Sniffer. Yeah, anh em có thể chờ gõ. Mình tính nói là anh em có thể trồng trứng của Sniffer mà. Nhưng mà không, anh em có thể ấp trứng của Sniffer. Cũng không gọi là ấp nữa, cứ để nó đó, nó sẽ tự nở mà thôi. Ngoài ra thì nếu mà các bạn để trứng này ở trên cái moss block, tiếng Việt là khối rêu á, bình thường cái này sẽ tốn 20 phút, còn khi mà đặt ở trên cái khối rêu thì nó sẽ chỉ tốn có 10 phút mà thôi. Đây, để cái này ở bên đó đi. Trong lúc mà chờ cái này nở, chúng ta sẽ nói thêm một tí xíu. Ở đây chúng ta có hạt sen đa lộc và cái cây mới là pitcher plant. Ok, chúng ta sẽ cần một con sniffer ở đây. Con sniffer từ giờ có thể đào được lên hạt sen đa lộc và pitcher pot này. Đó, nó đào được hai loại. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái này. Đây, mình sẽ cho anh em thấy. Anh em có thể trồng này lên. Đó, và sử dụng bone meal. Cái cây nó sẽ mọc lên như thế này. Nói chung là khi mà nó mọc lên, nó sẽ có một cái đất ở phía dưới. Nhưng mà khi các bạn lấy nó lên và trồng nó nha. Đây, thì nó sẽ không còn cái đụt đất đó nữa. Và nó nhìn nó cũng khá là xấu so với lại cái lúc mà nó có đụt đất. Cái cây này các bạn có thể trồng được ở hầu hết mọi loại block trừ cát, đá, vân vân. Nói chung là nó giống những cây hoa bình thường. Đó, nó sẽ trông như thế này. Thêm nữa. Còn hai con sniffer ở đây. Chúng ta sẽ lấy hạt sen đa lộc. Và chúng ta cho chúng nó ăn. Nó sẽ không phải là cho ra con sniffer, mà nó sẽ cho ra một quả trứng. Và từ giờ khi mà có hai con sniffer thì các bạn có thể cho chúng ăn cái hạt sen đa lộc và chúng có thể giao phối với nhau để đẻ ra quả trứng. Quả trứng này có vẻ vẫn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nên là chúng ta sẽ mình nghe thấy cái tiếng trứng nở. Tránh ra coi. Quả trứng nó vừa mới nứt ra anh em ạ. Trong lúc mà chờ quả trứng đó nở, chúng ta sẽ qua đây. Chúng ta có thêm một đống những cái chậu gốm mới. Hầu hết những cái chậu gốm đều đã được chỉnh sửa lại texture tí xíu nhìn cho đẹp hơn. Rồi, những cái này chúng ta có ban đầu đúng không? Ở đây thì chúng ta có thêm được bình thuốc, họa tiết bình thuốc, họa tiết lửa, họa tiết con creeper, họa tiết con warden. Cái này thì chắc không phải là cái cây đâu, chắc nó là cái cúp á. Cái này là con chó. Cái này là logo của hardcore chế độ siêu khó. Logo trái tim bình thường. Cái này thì nhìn giống dân làng, hoặc là có thể không phải là dân làng, có thể là Iron Golem á.
Anh em nghĩ sao? Hoặc là cái piston chẳng hạn, mình không biết. Cái này thì giống quyển sách. Ừ, cái này thì giống quyển sách hơn, mình không biết đó là cái gì. Ok, lên trên này là cái rương đang mở. Khúc kim cương này thì có ở phần trước rồi. Cái này, riêng cái này thì mình không biết nó là cái gì. Ở trong cái nguyên liệu thì nó nói đây là ship pottery. Mình không biết nó là cái gì hết. Anh em có thể dịch ra giùm mình. Ôi, hú hồn ba. Biết. Bên này là cái cây. Đây là đầu lâu. Đầu lâu này có rồi. Và con sniffer. Cái này có lẽ là con sniffer chứ không phải là con rùa. Nhìn giống rùa thì. Ok. Đó là những cái mới. Ê dạ. Chỉnh ra nào. Chỉnh ra. Vô. Ê bro, có duyên ghê bro. Trời đất ơi. Có duyên. Có duyên. Oh my god. Ok. Hello. Chào cậu. Và đó là cách con sniffer được sinh ra. Khi mà nó sắp nở ra thì một con lạc đà sẽ lên và ngồi lên trên quả trứng. Bắt cận cảnh. Ok. Chúng ta sẽ nói về cái vụ tìm cái trứng con sniffer này. Trứng con sniffer này sẽ được tìm ở những vùng biển lạnh và vùng biển ấm. Structure và warm ocean dream. Đây. Nó sẽ tới đó. Lúc mà tới đó thì chúng ta sẽ cần một cái công cụ là chữ quét. Ở chỗ vùng biển ấm thì chúng ta sẽ có một cái công trình nhỏ nhỏ như thế này. Trong đó chúng ta có cái rương. Trong rương có gì? Chả có gì cả. Nhưng nhìn sang bên cạnh các bạn sẽ thấy đó là khối cát đáng ngờ. Trong khối cát đáng ngờ này hên xui sẽ có một cái quả trứng nha. Hên xui thôi. Nó có cái gì đây? Trời ơi, cục than. Nói chung là các bạn sẽ có tỷ lệ nhỏ tìm thấy trứng sniffer ở trong này. Ở đây sẽ có một cái khối mới là khối sỏi đáng ngờ. Nên ngay đây chúng ta có thể quét ra. Thì ở trong các bản ghi chú, Mojang không đề cập tới việc là các bạn có thể tìm thấy trứng ở trong những cái khối sỏi này. Nên là mình nghĩ là nó cũng sẽ không có tìm ra đâu. Con này đang đọc cái chữ Jenny của mình. Yeah. À mà mình quên nữa. Các bạn có thể tìm thấy được những cái mảnh này ở trong một cái công trình mới. Được gọi là Trail Ruin. Chúng ta sẽ tới đó. Cái này được Mojang mô tả là gọi là cái công trình cổ đại của những cái thành phố bị thất lạc hay là gì đó. Đấy, những công trình rất cổ. Đây, mình không biết là chúng ta phải đào linh tinh xung quanh lên. Wow, mình vừa mới phá hai cục cát đáng ngờ. Ở trong đây các bạn sẽ tìm được rất là nhiều thứ từ những cục cát đáng ngờ. Và đây sẽ là một dạng công trình khá là to đấy, khá là to. Đó, các bạn có thể tìm thấy những khối cát đáng ngờ ở trong này. Và nó chứa rất là nhiều những block linh tinh. Đây một cái khối cát đáng ngờ nữa để chúng ta thử sử dụng coi nó sẽ ra cái gì. Cái gì đây? Ok, thuốc nhuộm anh em ạ, thuốc nhuộm. Đó là dạng công trình gọi là thành phố cổ đại. Nhìn giống mớ rác hơn anh em. Nhưng mà ok, Mojang đã thêm cái này vào Minecraft thì cũng coi như là một dạng công trình. Nhìn là mình hơi thất vọng tí xíu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái thế giới khác của mình để mình giới thiệu cho cái tính năng cuối cùng của Minecraft lần này. Và chúng ta đang ở thế giới không mới lắm. Trong cái thế giới này chúng ta sẽ nói về Amotrim, cái trang trí giáp. Chúng ta đã có được 5 cái trang trí giáp mới, bao gồm Silent, Wayfinder, Razor, Sapper và Host. Mấy cái này mình có ghi ở dưới đây. 4 cái màu nâu này sẽ được tìm ở cái Trail Rune hồi nãy mà mình nói. Còn cái Silent sẽ được tìm thấy ở thành phố cổ đại. Ở trên này là những cái họa tiết của nó. Có vẻ như cái Silent này sẽ là một trong những cái đẹp nhất. Bên cạnh cái này cũng đẹp. Cái này cũng đẹp. Mình nghĩ đó sẽ khá phổ biến, nhưng mà tỷ lệ để tìm thấy được cái Silent này vô cùng nhỏ, đó là khoảng 1,2% nha anh em. Ngoài ra thì sẽ có một số điều chỉnh ở cái Dunamore. Này, cái Dunamore này được sửa lại texture một tí. Và cái Sentry Armor này cũng đã được sửa lại texture. Tuy vậy thì cái texture cũ của cái Sentry Armor đã được chuyển sang cho cái Sapper này. Đó, cái Sapper này đã lấy cái texture cũ của cái Sentry Armor. Và đó là tất cả những gì sẽ được thêm vào Minecraft 1.20 sắp tới. Mình không biết sắp tới là khi nào, nhưng mà có vẻ như Mojang vẫn đang cố gắng tích cực là thêm rất là nhiều thứ mới vào trong cái phiên bản này. Tuy vậy thì theo như dự đoán của mình hôm bữa thì có vẻ là không đúng lắm. Không có công trình mới nào to lớn được thêm vào dưới đáy biển hết. Chỉ có hai công trình nhỏ nhỏ mà mình nói hồi nãy thôi. Cũng hơi thất vọng đi xíu. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.